Đây, lên bông keo xong rồi lên nóc nhà đấy. Ui, vãi. Mày hiểu sao? Đã mặc bộ trang phục người nhện rồi nhưng mà chắc là tôi dựng bông keo hơi ngu, đâm ra là nhảy lên nó cũng hơi khó, vãi cả trường. Tự nhiên thấy bản thân mình kiểu dựng bông keo ngu vãi. À được rồi, được rồi, thế cũng được rồi. Đấy, xong chuẩn bị nhảy lên thôi. Ui rồi đấy, nhẹ nhàng luôn đúng không nào? Ok, tôi quyết định là bò trên nóc nhà, mặc kệ mấy thằng địch đang bắn đồng đội tôi ở dưới. Không sao, mới có số 3 nóc thôi, số 2 với số 4 vẫn chiến tốt, lo gì. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello nha, chào chào anh em. Anh em thấy không ạ? À, ui rồi ôi, mẹ các ông ấy, tôi có bộ trang phục người nhện xịn xò không? Đã không? Thích không? Đấy, cái trang phục này sắp tới sẽ ra mắt nha anh em. Mình là được trải nghiệm trước thôi. Trời ơi, má trông thích không? Quá xịn xò các bạn ạ. Cái bộ trang phục này dự kiến thì nó sẽ ra mắt trong game Free Fire vào tháng 6 nhá. Anh em ráng chờ đợi nhá, gom lúa dần đi là vừa. Đây, bây giờ tôi sẽ trải nghiệm thực tế, các bạn nhìn thấy không ạ? Ui, đã không? Vì là trải nghiệm trang phục thôi nên là mình chơi nhanh trong chế độ tử chiến anh em ạ. Đấy, các bạn thấy xịn không? Mà nhưng mà người nhện trong game Free Fire này nó chỉ là cái bộ trang phục thôi. Thế nên là các bạn không thể bắn tơ, các bạn không thể leo tường được. Át đủ, thay vào đấy tôi quyết định tôi bò anh em ạ. Đấy, ui dồi ôi, câu thấy người nhện chưa? Xịn đâu, xịn đâu. À anh em có ý kiến gì về cái bộ trang phục này? Các bạn cảm thấy là cái bộ trang phục này như thế nào? Comment nào, chúng ta cùng trao đổi này. Đấy, tôi hết trò anh em ạ, tôi bò. Kiểu gì mấy thằng đồng đội nó cũng bảo tôi mẹ thằng dở hơi này, chơi game không chơi này. Nằm bò. Á đù. Ui, con này mình bắn kiểu xuất thần vãi trưởng ra. Bắn phát vỡ mẹ đầu chứ. Ui vãi. Thanh niên nó đây. Á đù. Đấy, ui hôm nay kiểu công nhận mình bắn lên tay vãi anh em ạ. Là hai thằng vứt nhẹ cái. Ui, ba thằng headshot luôn. Thằng cuối đi rồi. Mà không hiểu sao kiểu ba thằng đồng đội của mình ngày hôm nay chúng nó chơi ngu vãi cả trưởng. Ui qua được kill. Fail. Trang phục người nhện mới chơi nó phải khác hẳn chứ lại. Ê, rất là đã anh em ạ. Tôi lấy cây thông sơ rồi. Chúng ta mua thêm cái giáp nữa, giáp level 3 cho nó trâu chó ấy. Ok, tôi vứt lục đi. Cơ bản là có thông sơ rồi, chơi lục làm cái gì nữa. Thì theo như cái nguồn thông tin bí mật mà mình biết được thì cái bộ trang phục này ấy, nó sẽ có giá khi ra mắt tầm khoảng là 2.000 kim cương. Mà giá hơi căng ấy công ạ. Ừ, mối quạt xương xương ấy. Theo như mình đánh giá một cách khách quan ấy thì công nhận là 2.000 kim cương giá nó hơi chát. Nhưng mà cái bộ trang phục thế này mang phong cách siêu nhân thế này. Đấy, người ta gọi là mang phong cách siêu anh hùng. Thì các bạn có thấy nó xứng đáng không ạ? Quá đã luôn. Nhưng mà tôi mong rằng là cái lúc bộ trang phục người nhện nó được ra mắt ấy thì nó sẽ thêm hiệu ứng. Giống kiểu như là hiệu ứng của thẻ vô cực mùa này á. Đấy, cái bộ trang phục nam với nữ hiệu ứng trông đẹp vãi. Ví dụ kiểu người nhện này, mỗi lần hạ gục địch xong cái biến thành người nhện đen chẳng hạn này, xong lại quay trở lại thành người nhện đỏ. Mà trí tưởng tượng của tôi phong phú vãi trường. Nhưng mà nếu mà được như thế thì ngon vãi nhỉ. Dẫu sao thì anh em cứ yên tâm đi, đơn giản là nhà phát hành thì ngày càng tạo ra rất nhiều những cái bộ trang phục đẹp. Quan trọng là các bạn cứ chuẩn bị lúa đi, rồi sẽ có trang phục đẹp cho anh em ở đấy. Tôi công nhận là cái bộ trang phục người nhện này trông nó phê vãi các bạn ạ. Thật sự luôn, trông kiểu đá vai trưởng này. Tôi dựng trái bông keo đây phát được chưa ạ? Từ từ anh em, từ từ nhảy lên nhá. Đây, lên bông keo xong rồi lên nóc nhà này. Ui, vãi. Mày hiểu sao? Đã mặc bộ trang phục người nhện rồi nhưng mà chắc là tôi dựng bông keo hơi ngu, đâm ra là nhảy lên nó cũng hơi khó, vãi cả trưởng. Tự nhiên thấy bản thân mình kiểu dựng bông keo ngu vãi. À được rồi, được rồi, thế cũng được rồi. Đấy, xong chuẩn bị nhảy lên thôi. U rồi đấy, nhẹ nhàng luôn đúng không nào? Ok, tôi quyết định là bò trên nóc nhà, mặc kệ mấy thằng địch đang bắn đồng đội tôi ở dưới. Không sao, mới có số 3 nóc thôi, số 2 với số 4 vẫn chiến tốt, lo gì. Đấy, tôi nằm trên này chơi thôi. Nhưng mà từ nãy đến giờ để bọn này lộng hành là không ổn anh em ạ. Đâu rồi mấy thằng địch đâu? Ui,
Mẹ bán rác thế. Lúc nãy tôi đủ tiền mua mỗi trái bóng keo thôi, xong hết mẹ tiền rồi. Ở đâu nhở? Ơ? Sao thằng đồng đội tôi nó lại dựng bông keo kín xung quanh thế? À đây 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 đây. Đợi chú mãi này. Thì ra nó đứng mãi đấy. Ô, có người đây, có người đây. Mày này, ô, từ từ anh em ơi. Bắn một chân nó được mà. Mày này. Ui, ngu rồi. Thế là ngu rồi. Được, phết nhở. Ô, chiến thắng, double kill, nhẹ nhàng tình cảm. Yes, dựng cờ cái. Thế là bọn mình kiểu chiến thắng 3 game rồi. Còn một game nữa là win ngay mà. Bọn rơm rơm mày tuổi gì. Hôm nay là có siêu anh hùng người nhện ở đây là các bạn phải thấy là nó phải khác biệt hẳn. Vâng, tôi đã mua rất nhiều bông keo. Đấy, để dựng phòng trừ trường hợp là địch nó bắn bất ngờ thì tôi tha hồ bông keo tôi dựng, lo gì đâu anh em. Bởi vì là hiện tại thì mình cũng có đủ hai cây súng rồi. Một cây X-M8 này, một cây Thompson này đấy. Bắn rất là ngon rồi. À, cho nó bắn nhau ở dưới các bạn. Từ từ, tôi nghĩ là tôi sẽ lên từng thôi. Tôi lên nóc nhà, tôi bỏ anh em ạ. Thế nó mới đúng là siêu anh hùng người nhện chứ lại. Đây, thử nằm xuống này. Ô, trên này các bạn không nằm được. Chán thế, tôi tưởng là trên này nằm được cơ. Ui, mẹ ơi, nó bắn tôi. Mẹ ơi, nó bắn tôi. Anh ơi, đừng. Anh ơi, bắn em kinh thế, em sợ. Ma, bọn trẻ danh này. Anh em thấy nó chưa? Tôi chưa thấy này. Chúng nó ở khu dưới này mà khó nhìn vãi nhỉ. Chưa thấy chúng nó luôn ấy. À đây rồi, mày chạy này. Làm sao? Ơ, ui, thằng bạn nó bắn tôi. Anh ơi, bắn rát thế, từ từ thôi anh ơi, em sợ. Đùa chứ, chúng nó dám chơi người nhện à? Được rồi, tôi hôm nay, tôi hóa thân thành người nhện cơ mà sợ gì mấy cái thằng tép diêu này các bạn. Đấy, ơ, sao nó không chạy ra nhỉ? Kiểu, ui, thế méo nào số 4 đã bị hạ luôn rồi. À đây rồi, mày này, bắn đầu nội tao này. Trong cái xã hội này nhá là không có chuyện kiểu như là đúng sai. Chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu thôi. Chúng mày hiểu không? Đấy. Đấy là lời mà tôi muốn gửi gắm đến với mấy thằng địch nhá. Rồi ok, tôi xuống đây cái. Từ từ, phải cứu người anh em của tôi đã. Số 3 này, hay quá. Nó lại tuyệt vời. À, trong nhà có địch này. Rồi mày muốn gì? Ui hai đứa luôn. Mày này, con này nữa. À, làm sao đấy hả? Ui cái gì đấy, dựng bóng keo cơ. Ui double kill, dựng bóng keo làm sao được. Buya đấy, tuyệt vời ông mặt trời luôn nhở. Yes, cái bộ trang phục người nhện nó phê như thế này cơ mà. Đó, dựng cờ cắm cờ, anh em có thể phê. Ui rồi ôi, ăn mừng bằng cách bò dưới nền nhà thế này nó mới máu chứ. Làm game nữa nhở. Các bạn ở game lúc này nó dễ quá, toàn gặp mấy thằng kiểu chơi nó gà. Không phải là mình kiểu mình chê mấy thằng địch gà đâu, nhưng mà chúng nó gà thật các bạn ạ. Đấy, ok chưa? Vâng, với game đầu tiên thì anh em cứ mua G18 thôi. Đấy, quả tạo hình bộ trang phục người nhện này. Phê thật các bạn. Yes, let's go now. Ok, hiện tại thì tôi đang rất là tự tin. Cơ bản là các bạn biết tại sao không? Khi mà anh em khoác lên người cái bộ trang phục người nhện này, các bạn có một cảm giác như là à, bố mày là siêu anh hùng, bố mày có thể cân cả thế giới. Kiểu kiểu như vậy. Một đứa này. Ui, anh đứng. Bình tĩnh đi anh ơi, anh làm gì đấy? Cứ làm. Em sợ nhở? Em chỉ là một con nhện bé xíu thôi. Con nhện bé xíu, xương xương thôi. Nghe bọn này. À, có cái người đồng đội của tôi qua hỗ trợ này. Lo gì? Ui, hình như ông này bắn kinh vãi nhở. Wow. Được. Nice shoot. Phát bắn tốt đấy. Thế là team địch còn hai đứa. À đây rồi. Ui, tao đâu dại thằng Adam ngáo ngáo ngơ ngơ thế này. Ui rồi, ôi. Ô, vỡ đầu. phê quá. Còn thằng cuối anh em ơi. Nó phía này này. Ô, xong rồi. Nhẹ nhàng tình cảm. Ok chưa? Đấy. Chúng ta đến với vòng 2/7 nhá. Lần này tôi sẽ mua cho mình mấy trái lựu đạn. Tôi quyết định là đối với cái game 2 này ấy, tôi sẽ cầm lựu đạn tôi đi đáp chúng nó. Ơ nhưng mà hình như là có gì đấy sai các bạn ạ. Chết mẹ rồi. Tôi hết mẹ tiền mua bông keo rồi. Đáng lẽ ra là các bạn phải lên nóc nhà, các bạn cầm lựu đạn đáp nó mới sướng. Đậu xanh. Mà ngáo vãi trưởng ra anh em ạ. Mua hết mẹ cái lựu đạn, thế nên tôi chỉ đứng ở dưới này thôi. Không lên được ở phía trên kia ấy. Thôi, chạy xuống mẹ đi, cầm lựu đạn đáp cho nó sướng anh em ạ. Ok chưa?
Mặc dù là mình không có mang nhân vật Alvaro nhưng mà thôi kệ. Người nhện mà, siêu anh hùng mà. Đấy, cầm bom cảm tử các bạn thấy không? Ơ, ở đây cái thằng này nó bị lag à? Ôi, hai chén lựu này xong chưa, xong chưa? Ôi, hình như là lựu nó rớt mẹ vào cái chỗ cái cửa xuống ấy. Thế này thì toang. Lần này nhá, lại bảo không chết đi. Ui, thằng đồng đội nó lại bắn. Nó ăn mẹ mạng rồi. Quả mình câu lựu vô ích thế nhở. Ơ, còn một đứa này. Ô, em ơi đừng chạy. Ô, anh có lựu này. Ô, sao nó lại chạy qua chỗ mình. À, nó sợ lựu anh em ạ. Mày làm sao hả? Ui, xong chưa? Đã bảo rồi đừng chạy qua. Cơ bản là tôi muốn hạ gục mấy thằng địch bằng mấy trái lựu cơ. Chắc chắn con này toàn. Ui, có kill. Hay quá, chỗ này của người không? Ui, hai đứa rồi. Mày này, ui, quần máu á. Quần máu á. Ơ gì đấy? Ơ gì đấy? Vỡ đầu. Triple kill, nhẹ nhàng tình cảm. Ai, xong vòng 2/7 nhá. Nữa nè, nữa nè, nữa nè. Bây giờ để tôi xem là mua cái gì hợp lý các bạn ạ. Mua cái giáp 3 trước. Còn lại tiền mua cái thùng sơn ấy. Đấy, ngon lành không? Được phết anh em ạ. Rồi nhá. Tôi thường là tôi mua súng xịn hơn ấy, là tôi vứt luôn cái súng lục bởi vì súng lục bắn nó chán vãi. Đấy, trận này là chỉ cần có cây thông sơn là tôi chiến tốt thôi. Lo gì. Mình là siêu anh hùng người nhện cơ mà, đúng không? Đấy. Hello, hello. Hello mấy bạn địch ơi, mấy bạn trốn đâu rồi? Dây chơi với mình đi. Đấy, dây chơi với người nhện đi mấy bạn. Ờ, để mình coi nào. Chắc là mình chạy qua đây xíu đi. Wow nhở. Địch đâu hết rồi. Oh man. Sao mình chạy ra ngoài này không thấy nhở? À đây đây đây. Một đứa duy nhất này. Ờ, đứng lại. Chị ơi chị ơi chị ơi đứng lại chị ơi. Ui, chị đi đâu mà nhanh thế? Đi đâu mà vội mà vàng thế à chị ơi? Thế là mình mới gục được một đứa rồi. Ok, đồng đội nó gạt mất tiêu. Ui, thế nào bên địch còn mỗi một đứa. Ui, trận này kiểu anh em team tôi bắn mạnh quá. Bây giờ kiểu xanh quá rồi anh em ạ. Đấy, bắn toàn win thế này. Đầy tiền mua súng mua trang bị. À, à thằng kia nó bị mất mạng không tính. Tôi tưởng là địch nó lại dám bắn đồng đội tôi. Tôi lại sẵn sàng tôi dã chúng nó ngay. Ê, thế thằng cuối đâu? Đã bị hạ à? À không, đồng đội tôi nó đã bị hạ. Chứ không phải là thằng địch nhầm. Thế mà tôi tưởng thằng địch đã bị hạ chứ. Nó trốn đâu ấy nhỉ? Ô, tự nhiên win này. Oh man, hay quá. Được rồi, chúng ta đến với game 4/7 đây. Chúng ta có X18 nhá. Tôi mới mua ấy. Mua thêm trái bóng keo đi. Được chưa ạ? Vứt cây súng lục ra ngoài. Để trong ba lô trông nó rác vãi các bạn ạ. Yes, hiện tại với combo súng chúng ta có X18 thông sơn. Thế này tôi đủ tự tin để mà tôi cứu địch rồi. Một mình tôi cân cả team squad của địch còn được cơ mà. Đấy, được chưa? Rồi nhá, từ từ. Lên trên này cái này. À, tôi thấy thằng địch rồi. Nhưng mà thôi, tôi thích bò hơn. Các bạn mình đang làm người nhện cơ mà, bắn nhau làm gì. Đấy, tôi chỉ tiêu diệt kẻ xấu thôi. Còn lại tôi bò. Được chưa ạ? Bò chơi chơi vậy đấy. Cái này là bò trên mái nhà nha. Đó, anh em thấy thú vị không? Thú vị không? Rất là hay luôn. À, địch đâu cả rồi nhỉ? Tôi chưa thấy chúng nó trốn đâu ấy nhỉ? Ôi, sợ quá. Ôi, tôi tính anh nhảy qua đây. Nhưng mà kiểu cầm súng đây là khoảng cách nhảy của anh em nó hơi ngắn. Đáng lẽ ra pha đấy các bạn nhảy qua các bạn phải cầm tay không. Ô, cái gì đấy? À, mày dám đuổi đồng đội tao. Ui, xong luôn. X18 mới sấy kinh vãi. Các bạn tôi có skin X18 quái thú mà. Ui, cho lên bảng luôn. Ơ, cái gì đấy? Mày dám bắn đồng đội tao. Ô, xong chưa? Buya, đó, tuyệt vời luôn. Mọi người ơi, mọi người nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Yes, mình là Sĩ Kẹo đây, bye bye.